Giờ xe cuốc này đẩy phà xong rồi, bây giờ chạy xuống phà luôn các bạn, chạy ra tới xuống phà luôn các bạn ơi. Phà luôn các bạn ơi.
lấy cái phà vô rồi xuống luôn các bạn. Lấy vị xuống có cái dĩ bằng lúng trước đổ xuống. Rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha.